Như trong cộng đồng LGBT của mình thì gọi cái mối quan hệ như hai em đây nè, ví dụ mà kết đôi với nhau nè, thì họ gọi là như thế nào? Tức là cơ thể sinh học em vẫn là nữ. Rồi, chị hiểu rồi. Nhưng mà em thì... Tai nghe Bluetooth AirPlus, chuẩn Bluetooth 5.0 mới nhất hiện nay, khoảng cách kết nối tối đa lên đến 15m, thiết kế sang trọng cao cấp, âm thanh được tích hợp công nghệ chống ồn, cửa tạp âm, sử dụng liên tục lên đến 5 tiếng, đảm bảo giải trí cả ngày. Và đặc biệt giá đang cực sốc, chỉ 179k ship toàn quốc. Đặt hàng gọi ngay cho shop 0387458303. Không có, cũng hiện giờ em cũng chưa có ý định là mình sẽ phải phẫu thuật giới tính gì cả. Nhưng mà trong tư duy thì em xu hướng là nam. Thì trong đối với cái trường hợp như em với có thể là với bạn á, thì trong cộng đồng thì họ gọi là mối quan hệ dị tính, tại vì em là nam và thích một bạn nữ, vẫn thích một bạn nữ thì gọi là dị tính. Dạ, còn nếu mà cùng giới thì gọi là đồng tính. Ủa thì em với bạn này cũng đều là nữ, là cùng giới mà. Dạ, nhưng mà trong cái xu hướng về suy nghĩ tư duy của em là em là nam, bên này là nữ, cho nên gọi là dị tính. Dạ, vẫn là dị tính. Còn khi nào hai người vẫn quen nhau mà hai người đều là nữ hết thì mới gọi là đồng tính. Dạ đúng rồi. Hiểu rồi, tư duy của em là nam. Dạ. Còn em thì sao, ba mẹ mình đã biết về cái suy nghĩ của mình cũng như là cái việc mình đã xác định rõ cái mối quan hệ của mình với trong cái cộng đồng LGBT chưa? Em chỉ mới nói với mẹ em thôi. Mẹ em hiện giờ thì chưa đồng ý, nhưng mà em tin là mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho em. Em có mong muốn có một đứa con không? Có nguyện vọng để sinh con không? Dạ có chị, nếu như sau này kinh tế ổn định thì em mình muốn có một đứa con, hoặc là sinh nuôi, hoặc là em tự sinh. Em thì sao? Có muốn có con không? Dạ có ạ. Em cũng rất là thích có con, và em có một cái ý nghĩ là thứ nhất là em cần phải trao đổi với bạn đời của em về việc đó. Thì bạn sẽ làm gì? Chưa có come out với gia đình, em chỉ mới nói với mẹ thôi, còn bố thì em cũng chưa có nói, nên là bên đây sẵn có chương trình rồi em cũng nói với bố với lại anh chị với lại gia đình em luôn là bây giờ con quyết định như vậy rồi, con cũng mong là gia đình sẽ ủng hộ và chấp nhận. Em nghĩ mình hạnh phúc thì ba mẹ cũng sẽ vui á chị. Nhưng mà nếu như bố em không đồng ý thì em sẽ giải quyết như thế nào? Em mong là thời gian rồi ba mẹ sẽ hiểu. Dù sau này em không có, em có lập gia đình thì em cũng sẽ kiếm một người như vậy, còn không thì em cũng sẽ ở một mình. Nếu em đã quyết định như vậy rồi thì em nên nói một lời hứa hẹn, một lời cam đoan gì đó về cuộc sống của mình để ba mẹ yên tâm rằng là dù mình có chọn như thế nào thì cuộc đời của mình vẫn sẽ hạnh phúc. Ba mẹ sẽ hiểu, tại vì bây giờ con cũng lớn rồi, con muốn sau này á là con hứa sau này con sẽ sống tốt, cố gắng làm việc và có thể chăm lo được cho gia đình. Rồi, thôi như vậy được rồi. Về chỗ đi em. Nếu mà nói về tâm lý thì không có ba mẹ nào mà không bị sốc khi mà đột ngột đứa con mình nuôi bao nhiêu không lớn mà lại có những cái thay đổi cái giới tính đột ngột như vậy. Thì thật sự tụi em muốn ba mẹ hiểu mình thì tụi em cũng phải dành cho thời gian cho ba mẹ để ba mẹ có thể dễ chấp nhận cái điều đó. Và tụi em phải hiểu một cách sâu sắc rằng là rất khó để chấp nhận. Khi tụi em có con cái rồi tụi em mới hiểu. Cho nên là mình cũng phải kiên trì. Thì chị tin rằng rồi nước mắt chảy xuôi. Bây giờ có thể ba mẹ em chưa đồng ý, nhưng mà một thời gian nào đó cũng không ai bỏ con cái mình cả, rồi cũng sẽ ôm những đứa con vào lòng. Thì đó là nỗi lòng của ba mẹ. Chứ còn thật sự tụi em muốn come out mà được gia đình đồng ý ngay thì thật sự rất là khó. Rồi bây giờ là thời gian dành cho hai bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định của mình nha. Nếu đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời em gái qua bên đây. Bây giờ là thật sự nắm tay nhau nè. Mình đã bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Đây.